每天你都有机会擦身而过，你也许对他一无所知，不过也许有一天可以变成一个朋友或是知己。Mỗi ngày chúng ta bước qua nhau, chúng ta có thể không hề quen biết nhau, nhưng rồi một ngày lại có thể trở thành bạn bè hoặc tri kỷ. Những nỗi buồn thời đại của thế kỷ 21 đã phủ lên cho chúng ta một màu sắc xanh tối và ảm đạm của những buổi chiều tà, nhưng lại vất vả đi tìm kiếm ánh sáng của màu xanh hy vọng. Tại sao lại như vậy? Thời đại công nghiệp đã đổi lại cho chúng ta những gì? Là những tòa nhà cao tầng, những khu phố nhỏ ẩm thấp bị bao trùm bởi những màu xanh đỏ nhập nhoạng. Khu rừng Trùng Khánh không phải là một bộ phim hào nhoáng với những tòa nhà chọc trời hay cuộc sống nặng vật chất, mà chỉ đơn giản là một mảng màu rất đối thường tình trong cái cuộc sống ăn, thở và cảm giác này. Tên tiếng Hoa của bộ phim là Sổng Sinh Sân Lịn, có nghĩa là Trùng Khánh Xâm Lâm. Trùng Khánh là tên của một tòa lầu phức hợp ở Hồng Kông, nơi vị đạo diễn của bộ phim Vương Gia Vệ đã lớn lên và sinh sống ở đó. Với tông màu xanh tối chủ đạo rất Hồng Kông, vô hình chung khiến chúng ta liên tưởng đến một khu rừng sâu và đầy ẩn khuất. Tên tiếng Anh của bộ phim là Trung Kinh Express. Express trong ý nghĩa một quầy thức ăn nhanh vào buổi đêm, đôi phần khiến chúng ta mường tượng ra được điểm tập trung của bộ phim, đó là những câu chuyện của các vị khách lần lượt được chứng kiến trước một quầy thức ăn nhanh, những câu chuyện hết sức bình thường và rất dễ gặp. Khu rừng Trùng Khánh là một trong những bộ phim mang màu sắc Vương Gia Vệ được ra mắt vào năm 1994. Bộ phim kể về câu chuyện của hai anh cảnh sát và những bóng hồng mà họ gặp phải. Câu chuyện đầu tiên là của anh cảnh sát trẻ có tên là Hà Chí Vũ, mang số hiệu 223, bị bạn gái bỏ vào đúng ngày cá tháng 4. Anh đã ôm trong mình một sự hy vọng, biểu tượng của căn bệnh thất tình, trong vòng một tháng. Và việc mà anh làm trong vòng một tháng đó là mua những hộp dưa đóng hộp có hạn sử dụng là ngày mùng 1 tháng 5. Câu chuyện thứ hai là của anh cảnh sát mang số hiệu 663 không rõ tên với một đôi mắt buồn thăm thẳm. Anh cũng đang cố gắng vượt qua một nỗi thất tình sau khi cô bạn gái tiếp viên hàng không rời đi để tìm kiếm những điều trong mộng của mình. Vậy điều gì đã cứu rỗi cho căn bệnh chung của bọn họ? Đó cũng chính lại là những cô gái. Bởi vậy người ta mới hay thường nói, nỗi đau đến từ cái gì thì hãy dùng chính nó để xoa dịu. 我们最接近的时候，我跟他之间的距离只有 0.01 公分。57个小时之后，我爱上了这个女人。Khoảng cách gần nhất mà chúng tôi chạm nhau chỉ có 0.01 cm. 57 giờ đồng hồ sau đó, tôi đã yêu người phụ nữ này. Hà Chí Vũ đã tự hứa với lòng mình là anh sẽ yêu người phụ nữ đầu tiên bước vào quán bar hôm đó. Một người phụ nữ bí ẩn với một bộ tóc dạ màu vàng, lúc nào cũng mặc áo mưa và đeo kính chống nắng, dù trời cũng chẳng mưa và cũng không có chút tia hy vọng nào. Cô chỉ cho rằng những thứ đó đối với một kẻ buôn ma túy khiến cô cảm thấy an toàn vì cô không biết khi nào trời sẽ mưa và cũng không biết khi nào trời sẽ nắng. Một người phụ nữ trẻ như thế này rồi còn đeo kính đen chỉ có 3 lý do thôi. Thứ nhất là cô ấy bị mù. Thứ hai là vì cô ấy tỏ ra lạnh lùng nên mới muốn đeo kính đen. Thứ ba là vì cô ấy thất tình nên mới đeo kính đen để người ta không nhìn thấy cô ấy khóc. Hà Chí Vũ là một chàng cảnh sát trẻ đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của tuổi 24, đơn giản và bình thường như bao chàng trai khác. Anh cũng đã từng yêu, cũng đã si tình, cũng vướng phải những cô gái mộng mơ dễ dàng bay đi bất cứ lúc nào. Mỗi khi buồn hay để đánh dấu một cột mốc nào đó, anh thường đi chạy bộ, vì chạy bộ sẽ khiến anh đổ mồ hôi và anh sẽ không còn nước để khóc nữa. Cuộc sống này là những sự đan xen, là những thế giới nội tâm diễn ra song song mỗi ngày. Chúng ta đều có những thế giới của riêng mình và rồi ai cũng là nhân vật chính. Điều khiến tôi cảm thấy tinh tế ở sự đan xen đó là cách mà Vương Gia Vệ lồng ghép sự hiện diện của những nhân vật chính ấy vào dòng thời gian của bộ phim, là cách để chúng ta ý thức được chút diễn biến thời gian trong cái không gian tù túng đó, để chúng ta thấy được là xung quanh mình, ở đâu đó, vẫn có những sự đối nghịch và tiếp xúc giữa những con người không hề quen biết nhau.
Sự tiếp xúc đầu tiên chuyển biến giữa câu chuyện thứ nhất và thứ hai là khi người phụ nữ tóc vàng lo âu đứng trước cửa tiệm gấu bông, nơi Faye, nữ chính ở câu chuyện thứ hai, vừa bước ra ngoài vui vẻ với một con gấu bông. Một sự đối nghịch. Và lần tiếp xúc thứ hai là sự mở đầu cho câu chuyện thứ hai khi Hà Chí Vũ va phải Faye ở quán thức ăn nhanh. 和他最接近的时候，我们之间的距离只有0.01公分，我对他一无所知。6个钟头之后，他喜欢了另外一个男人。 Khoảng cách gần nhất mà chúng tôi chạm nhau chỉ có 0,01 cm. Trước đó, tôi chưa hề biết đến cô ấy. 6 giờ đồng hồ sau đó, cô ấy đã thích một người đàn ông khác. Tôi đã nghĩ nhân vật chính ở câu chuyện thứ hai là anh cảnh sát mang số hiệu 663, cho đến khi tôi nhận ra chỉ có hai nhân vật trong bốn nhân vật được giới thiệu tên. Người thứ nhất là Hà Chí Vũ, và người thứ hai chính là cô gái phục vụ ở quầy thức ăn nhanh, Faye. Một cô gái trẻ, tinh nghịch và kỳ quặc, lúc nào cũng nhảy nhót trong tiếng nhạc ầm ĩ. Những tia sáng le lói lấp loáng lên trong cái bầu không gian tối tăm đó chính là những người trẻ, với đầy những ước mơ và suy nghĩ không rõ ràng về tương lai hay gánh nặng. Họ chỉ đơn giản vô tư, tinh nghịch đối diện trước cuộc đời. 663 cũng vừa bị cô người yêu mơ mộng gợi cảm bỏ lại một mình trong một căn hộ cũ, với đầy những đồ vật cũ. Anh không chịu từ bỏ những thói quen cũ mà cứ ép mình phải quấn lấy những kỷ niệm, từ cục xà bông, cái khăn tắm đến bộ đồng phục hàng không của cô người yêu cũ. Nhưng cuộc sống của anh dần dần thay đổi tích cực hơn khi Faye đã bắt đầu yêu. Ngày nào cô cũng lén vào căn hộ của anh và dọn dẹp, thổi vào đó một luồng sống mà anh ta không hề nhận ra. Việc đó cứ diễn ra hàng ngày cho đến khi anh dần thấy mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp hơn, và cũng chính là lúc mà anh nhận ra mình đã có thể vượt qua được một nỗi thất tình bằng một tình cảm mới. Nhưng lúc anh nhận ra thì cũng là lúc Faye lựa chọn rời đi với giấc mơ California của mình. Và cuộc hẹn lúc 8 giờ ở quán California đấy cuối cùng cũng chỉ là một chai son đơn độc dần vơi cho đến khi cạn kiệt. Ánh mắt anh vẫn buồn rầu như vậy. Phụ nữ mộng mơ là thứ khó trói buộc nhất. Họ kỳ vọng vào một Bruce Willis, và rồi khi không đạt được những kỳ vọng của mình, họ sẽ chạy đi mất. 女人不能等的，越等越会晚，越晚越担心。 Phụ nữ không thể chờ được, càng chờ thì càng muộn, mà càng muộn thì lại càng lo lắng. Nỗi thất tình của đàn ông là một sự đáng yêu đến thân thuộc. Tình cảm hay bất cứ thứ gì cũng đều có hạn sử dụng, chỉ là chúng ta lựa chọn việc vượt qua những kỷ niệm như thế nào để bước tiếp mà thôi. Có những lúc, giải pháp rất đơn giản, chỉ cần đừng mua những món đồ hết đát là được. Thực ra với tôi, bộ phim không phải là một sự cô đơn, mà là một luồng sống và những ước mơ. Những con người bọn họ đều theo đuổi, đều vấp ngã và đều có những khoảnh khắc tồn tại khi ở cạnh nhau. Lứa tuổi thanh niên giữa thời đại công nghiệp đều gặp phải những vấn đề bình thường như thế. Đời người có những giai đoạn để kết bạn, để yêu, để kết hôn, mà nếu bước qua khỏi giai đoạn đó thì đều không còn đẹp nữa. Và giai đoạn để yêu này chúng ta đều theo đuổi và đều kỳ vọng. Để lấp đi những khó chịu mà chúng ta không đạt được những điều mình kỳ vọng thì chúng ta gán cho nó một cái tên, chính là nỗi cô đơn. Tôi thích cái cách mà những chàng trai và cô gái tiếp cận nhau trong bộ phim. Nó rất thực tế. Chúng ta chỉ đơn giản đến chào một người xa lạ, hỏi họ thích gì và giải thích cho những câu hỏi như vậy là: vì tôi muốn tìm hiểu cô. 你喜欢风里吗? 其实了解一个人并不代表什么。人是会变的。 今天他喜欢风里, 明天他可以喜欢别的。 Cô có thích ăn dứa không? Thực sự hiểu một người chẳng nói lên được cái gì cả. Con người dễ thay đổi mà. Hôm nay anh ta thích ăn dứa, ngày mai anh ta lại thích cái khác. Suy cho cùng thì chúng ta sống cũng là để thở, để nghĩ và để cảm nhận mà. Phải không?